À, dạ vâng ạ, Alun Audio xin hân hoan gửi lời mến chào tới toàn thể các bác. Và kính thưa các bác cùng toàn thể quý anh chị em thân mến. Đúng là những chiếc đẩy 4 kênh hàng về đúng thời gian và đúng thời điểm để phục vụ Tết cho các bác đây ạ. Nhưng mà số lượng thì nó không có nhiều các bác nhé. Những chiếc đẩy 4 kênh hàng được nhập khẩu chính ngạch, đầy đủ COCQ, đẩy Adly mã là A41000 các bác nhé. Hình thức của đẩy đây ạ. Đó, không biết em có đang cắm điện không? Vẫn đang cắm điện các bạn. Adly A41000 các bác nhá. 4 kênh nhân 1000W, size 2U các bạn. Các bác biết không, tranh nhau mãi các bạn. Chỉ được 12 chiếc thôi ạ. Đấy. A41000 các bác nhá. Những chiếc đẩy cực kỳ là ngon, bền, lành, khỏe. Đấy. Thích hợp cho các bác của anh em ghép nguyên com những bộ sản phẩm karaoke gia đình, lắp đặt quán bar, phòng trà, phòng hát karaoke kinh doanh các bác nhá. Đánh bao đánh bắp, nói chung là con đẩy này lành này, ổn định này, tiếng hay này, công suất khỏe này, nhập khẩu chính ngạch này, giá thành hợp lý các bác nhá. Đó, và hôm nay về đúng thời điểm gần Tết để phục vụ các bác của anh em đây ạ. Đó, 12 chiếc các bác nhá, chứ không phải là 120 chiếc đâu ạ. Thời điểm này phải nói là anh em phải tranh giành nên có đẩy các bạn, chứ không hề đơn giản các bác nhá. Đó. Size 2U nhập khẩu chính ngạch đầy đủ COCQ và em báo giá luôn để các bác của anh em mọi người có nhu cầu mua sắm nhá, để chốt nhá. 9.500.000 đồng các bác nhá. Adly A41000 9.500.000 đồng và số lượng có 12 con. Đấy, và model B10004 em có 3 con. Đấy các bác biết không ạ? Đẩy 4 kênh giờ nó khan như vậy cơ mà. Đúng không ạ? Nó khan như vậy các bác. Đó. Hôm nay hàng về này quá tuyệt vời các bác nhá. Đấy, ngoài Adly thì bây giờ em đang có để xin được giới thiệu các bác này, LA9004 các bác nhá, của PS, giá 9.800.000 các bác này. Đấy, hàng mới nhập khẩu chính ngạch các bác nhá. Ok chưa? Tiếp theo các bác này, PSHD9004, con này thì nếu như không nhầm thì em chỉ còn khoảng 4 hoặc 5 con thôi. Đấy, 4 hoặc 5 con các bác nhá, giá 9.000.000. Đó, em bán nốt HD94 đời H series, quá tuyệt vời các bác. Đó, 9.000.000 này, 9.500.000 này, 9.800.000 đấy, cứ quanh quẩn khoảng dưới 10.000.000 những chiếc đẩy này, cực kỳ là ngon các bác nhá. Một kênh đánh súp, một kênh đánh một đôi full, một kênh đánh một đôi, một quả súp này đúng không ạ, ví dụ 4 kênh nhá, một kênh đánh một quả full, một kênh đánh quả full, một kênh đánh một đôi lo lời và một kênh đánh quả lo súp, tuyệt vời mặt trời cho một bộ sản phẩm karaoke gia đình các bác nhá. Ghép nguyên com cả bộ hết sảy luôn các bác nhá. Đấy, độ bền rất cao. Rồi, em giới thiệu cực kỳ là ngắn gọn đơn giản đây các bác. Hôm nay hoa đào nhà em lở rồi các bạn, đẹp chưa, đúng không, đẹp xuất sắc luôn, cây đào tuyệt vời. Cảm ơn anh trai khách hàng, anh gọi là nhà dạp Lam Nghi, nhà vườn Lam Nghi ở trên thành phố Hải Dương đúng không ạ, đã tư vấn cho em cây đào quá đẹp luôn đấy. Anh Lam Nghi cũng là khách hàng quen thuộc ở cửa hàng em, một năm mua ủng hộ em rất nhiều hàng đúng không ạ. Đấy, và rồi tư vấn cây đào các bạn nhá. Ok, đẩy 4 kênh Adly A41000 9.500.000, LA904PS 9.8, PSHD904 9.000.000, tất cả hàng mới nhập khẩu chính ngạch và đều là đẩy 4 kênh, đều là size 2U và đều 1000W nhá. Các bác hãy liên hệ cho em số máy, số Zalo 0365888988, 0368891555. Em luôn giao hàng toàn quốc và tư vấn ghép bộ cho các bác của anh em để mọi người vi vu chơi Tết. Đấy, trân trọng cảm ơn các bác của anh em rất nhiều ạ.